nấu ăn dã ngoại là hoạt động team building thú vị được Exotic Việt Nam tổ chức trong môi trường thiên nhiên, kết hợp với một chuỗi các sự kiện khác trong ngày hay nhiều ngày. Trong hoạt động nấu ăn dã ngoại, mỗi người mỗi việc, tất cả mọi người cùng tất bật chia sẻ công việc như lấy nước, nhóm bếp, nấu ăn, thưởng thức. Hoạt động này giúp thành viên trong công ty xích lại gần nhau, tinh thần thoải mái và giảm căng thẳng sau công việc. Một số nguyên tắc tổ chức team building với nấu ăn dã ngoại được Exotic Việt Nam yêu cầu như sau. Nguyên tắc thứ nhất về không gian, đó là một nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp như trong rừng hay bãi biển, hải đảo vắng người với tiếng gió vi vu, bóng lá nhảy múa dưới tán cây hay tiếng sóng biển rì rào, sóng xô bò tan cát trắng. Chỉ cần một bóng mát tự nhiên và một tấm trải nhỏ vừa vặn cho mọi người quây quần, môi trường thiên nhiên càng hoang dã, bữa nấu ăn dã ngoại càng tạo dấu ấn cho người tham gia. Tuy nhiên, không gian tổ chức cũng có thể sử dụng cơ sở hạ tầng của một resort với bãi cỏ được cắt tỉa, dù hay bạt che nắng, ghế bọc và bàn phủ khăn tươm tất. Nguyên tắc thứ hai về thức ăn, nguồn thức ăn phải bảo đảm tươi nguyên. Exotic Việt Nam thường sử dụng nguồn thức ăn tại địa phương nhằm tạo nguồn thu cho cộng đồng, bảo đảm tươi ngon và mang lại khẩu vị khác lạ cho mọi người như hải sản, gia súc gia cầm, rau xanh. Đôi lúc phải chuẩn bị hẳn một chuyến xe, chuyến tàu biển sớm để chuyển thức ăn đến vị trí dã ngoại. Một số thức ăn được mua từ siêu thị hay chợ như bánh mì, rau quả tươi, gia vị và một số món được đặt chế biến tại nhà hay nhà hàng như cơm nắm, cơm lam, kim bắp. Nguyên tắc thứ 3 về món ăn. Căn cứ vào thời gian và số lượng người tham gia, Exotic Việt Nam dành cho khách nấu chọn thực đơn gồm món ăn no nhiều tinh bột như cơm, mì và món ăn giàu đạm, hay chỉ chế biến món ăn giàu đạm. Các món nướng đơn giản, đúng phong cách thổ dân là nướng trực tiếp trên củi, không cần gia vị, hay tẩm ướp gia vị đầy đủ rồi cuốn giấy bạc nướng trên lửa, kiểu gì cũng hấp dẫn. Có vô số món nướng hấp dẫn từ hải sản tươi như cá biển, sò, ốc, hàu, mực đến các loại thịt bò, ba chỉ heo, gà. Ngoài ra, không thể thiếu các loại rau đi kèm như đậu bắp, khoai tây, hành tây, dưa leo, cà chua. Có thể xem đây là một bữa tiệc đầy chất bổ dưỡng cho cơ thể. Nguyên tắc thứ tư là hoạt động thử thách. Exotic Việt Nam đưa ra một số thử thách team building được tổ chức cùng với hoạt động nấu ăn dã ngoại như chuẩn bị nấu ăn có thử thách tạo lửa với nhiều mức độ khó dễ khác nhau, ma sát thanh gỗ, kính lúp, đá lửa, hay tìm nguồn nước, tìm thức ăn mà ban tổ chức đã giấu ở đâu đó như dưới nước, dưới cát, trên cây. Trong khi nấu ăn, người tham gia có thể nhận lệnh di rời địa điểm nấu ăn hay vừa nấu ăn vừa hành quân. Sau khi nấu ăn, chất lượng bữa ăn được ban tổ chức đánh giá thông thường theo 3 tiêu chí: ngon, sạch, đẹp. Nguyên tắc thứ 5 là bảo vệ môi trường, hạn chế các tác động xấu với môi trường thiên nhiên như khi sử dụng chén dĩa một lần nên dùng loại bằng giấy với số lượng vừa phải. Đối với chuyến dã ngoại dài ngày, người tham gia nên tự trang bị riêng bằng inox, sắt tráng men và tự rửa sau khi ăn hay dùng thân cây lổ ô làm chén và dụng cụ chứa thức ăn. Tất cả các loại rác phải được thu dọn sạch sẽ, có thể chôn rác hữu cơ tại chỗ và mang rác tái chế ra khỏi khu vực bãi nấu ăn. Không sử dụng cây tại chỗ làm nguồn chất đốt, phải được phép của ban quản lý rừng, bãi biển. Khi sử dụng lửa, luôn cẩn thận để tránh cháy rừng. Hãy cùng Exotic Việt Nam trải nghiệm chuyến đi với thử thách nấu ăn dã ngoại. Thời gian chia sẻ, quây quần ấm cúng trong thử thách này luôn đọng lại trong ký ức của người tham gia những kỷ niệm đẹp khó quên.